Sáng nay, gần 110.000 thí sinh ở thành phố Hà Nội làm thủ tục nghe phổ biến quy chế chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 8 đến 10 tháng 6. Năm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập 201 địa điểm đặt tại các trường trung học phổ thông ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã cùng một số trường trung học cơ sở có cơ sở vật chất đảm bảo. Trong đó, điểm thi trường Trung học phổ thông Xuân Mai, huyện Chương Mỹ có nhiều phòng thi nhất với 40 phòng. Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, quận Tây Hồ có 39 phòng thi. Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy có 38 phòng thi. Với gần 110.000 em đăng ký thi lớp 10, chỉ có 81.000 em sẽ được vào các trường công lập. Trong số các trường, trường Trung học phổ thông Yên Hòa có tỷ lệ chọi cao nhất với 1/3,11. Xếp sau đó là trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông với tỷ lệ chọi 1/2,9 và trường Trần Hưng Đạo, Hà Đông với tỷ lệ 1/2,55. Kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội bắt đầu từ sáng 8 tháng 6 với môn ngữ văn, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Buổi chiều cùng ngày, thí sinh dự thi môn ngoại ngữ, hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 60 phút. Sáng ngày 9 tháng 6, thí sinh dự thi môn toán, hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Những thí sinh đăng ký vào các lớp chuyên sẽ thi thêm ngày 10 tháng 6.